Vâng, xin chào quý vị và các bạn cùng anh em đã đến với kênh YouTube của Điện Máy Robin. Với những nhu cầu rất là thiết yếu của quý anh em cũng như quý vị và các bạn, đẩy công suất 4 kênh mà phải đánh được cả súp kép, vừa đánh súp kép vừa đánh full, phục vụ nguyên một dàn. Để đáp ứng nhu cầu của anh em thì hôm nay Điện Máy Robin xin giới thiệu đến quý vị và các bạn cùng anh em dòng Amplifier công suất mới nhất, cập nhật mới nhất cho anh em. Con này nó sử dụng một cái công nghệ cũng khá là đặc biệt, nguồn tăng phô bảng mạch class TD, nó gần giống thêm một chút xíu nữa là thành class D luôn. Anh em mà nhìn cái ruột của nó thì anh em nghĩ nó là class D, nhưng mà thực sự nó là class TD với một hiệu suất rất là cao. Class TD này, class D này để cho ra hiệu suất cao, hiệu suất cao mà nhỏ gọn. Nhưng mà với dòng này, anh em sợ những con nguồn xung thì đây nó là dòng nguồn xuyến. Xin mời anh quay gần cho đây. Anh em thấy mới không? Rất rất là mới luôn. Anh em nhìn qua tưởng nó là class D luôn đấy. Thật sự mình cũng nằm tưởng, mình hỏi rõ lại là class D hay là class TD thì bên nhà máy Trung Quốc trả lời rất khẳng định mình là class TD. Tại vì nó giống cái con nguồn xung 4 kênh của bên mình trước đây bán ST4180 với ST2400. Bữa nay anh em sợ nguồn xung thì đây nguồn xuyến. Con này nó khá là nặng, tàng phô bự. Cái này là nó hơn 20 một chút xíu, cái gang tay của mình là hơn 20 đấy, cái tay mình dài lắm. Rất là bự luôn. Nó bự hẳn hơn cái con mà bản trước đây, bản trước là R41800S, con đó cũng công suất 1600W. Con đó bên mình khuyến cáo là chỉ đánh súp đơn và full thì 8 cái loa full đơn coi 100. Nhưng mà với cái dòng này cho anh em đánh súp kép coi 100 là rất thoải mái. Chút xíu nữa thì mình sẽ thử súp 60, mình đánh súp đơn 60 ha. Nhưng mà nhà máy cho phép và bên mình cho phép đánh súp kép coi 100. Ví dụ hai kênh đánh một cặp súp kép, rồi hai kênh còn lại đánh bốn cái loa full đơn, bốn loa full đơn hoặc là hai cái loa full đôi. Tại sao nó không đánh được ba cái mà chỉ hai cái một kênh? Tại vì ba cái là nó sẽ xuống còn 2 ohm, mà 2 ohm thì chỉ có dòng mạch class D nó mới đáp ứng được anh em. Anh em chú ý class H hay class TD hay AB gì thì nó chỉ có 4 ohm và 8 ohm, 2 ohm chỉ có trên mạch class D. Anh em chú ý điều đó, nên mình phối ghép game, phối ghép loa sao cho nó hợp lý với cái con đẩy công suất, men công suất mà của mình sử dụng để nó đáp ứng tốt nhất. Và con này nó có điều đặc biệt nữa anh em, anh quay ra phía sau này. Thay vì anh em dùng cái này thì anh em có thể tháo bỏ cái này, đấu trực tiếp dây loa cho đây, cộng trừ đó, hai kênh này, hai kênh dưới này cộng trừ. Và cái này mình có thể rút ra, hay tháo hai con ốc này rút ra. Hay đấu dây loa ở đây. Bỏ cái này đi. Mình muốn thu dây loa thì mình rút cái cục này ra phát là thu. Xong khi mình đánh thì mình lại cắm vô cái là mình chơi. Đó. Khỏi cần chơi xài cái jack new trick này. Hay là nói. Và phía sau này nó có cả chập kênh luôn, link kênh luôn. Đó, bốn đường link này. Rất là rõ ràng luôn. Chập kênh bridge luôn. Công suất 1650W trên một kênh. Đó là máy đã đo ra trong cái cuốn catalog và trong nhà máy thì bao giờ cũng đưa xuống một chút xíu là con này chuẩn 1600W trên một kênh ở chế độ 8 ohm và 2400 ở chế độ 4 ohm. Anh em hỏi về cái độ damping factory, tại vì sao mình cho đánh súp kép luôn, tại vì cái damping factory này còn nó những 550, lớn hơn 550. Đó. Lớn hơn 550 ở 8 ohm. Rất rất là mạnh. Đánh súp sẽ rất là căng. Căng như nào thì chút xíu thử cho anh em đây. Ai lại quay lại sơ được về trước. 4 cây. Với một cái công tắc bự chà bá luôn. Công tắc này là khá về hoài cổ, vừa classic này. Đó. Vừa hiện đại và vừa hoài cổ. Phong cách rất là classic luôn, trông rất là ngầu. Cái con này nó khá nặng này, vì cái vỏ này cũng dày hơn này.
rồi cái tay này, mọi thứ nó làm rất là dày luôn, rồi thêm cái cục cam khô bự chà bá này nữa. Cái này để nói về thật sự mô tả nó hơi bị quá xíu là nó là đánh theo cái kiểu là trâu bò đấy. Nếu mà anh em muốn trâu bò thì cái dòng này em bù lại thì chắc chắn rồi, cái giá tiền thì bao giờ nó phải cao hơn. Người ta nói tiền nào của đó, đó là chính xác, thưa anh em và quý vị và các bạn, đó là chúng ta không thể phủ nhận điều đó được, tiền nào của đó. Với một giá thành con này 15 triệu 900 ngàn, có thể nó hơi cao nhưng mà nó cũng không phải là thấp, nó là mức vừa vừa. Và để đáp ứng được như vậy thì với 15 triệu 900 nó là quá là hợp lý cho anh em cùng quý khách, đúng không ạ? Rất rất là hợp lý. Nhìn bo mạch này mê luôn, thật sự anh cứ quay vòng vòng lần nữa cho quý vị và các bạn cùng anh em. Cái phía bên này là riêng một bên này là cái nguồn này. Đây là bên này là cái bo công suất này. Hai vỉ, một vỉ bên trên, vỉ bên dưới. Đó, vỉ bên trên này là hai kênh, vỉ bên dưới là hai kênh. Đây, cái này là mình bán công suất chứ mình không bán sò. Nhiều anh em cứ hỏi bao nhiêu sò, thưa anh em bây giờ men công suất bây giờ người ta không có mang sò ra đếm nữa đâu anh em. Đó, sò chỉ dòng class AB. Class AB. Đời trước, đời cổ. Chứ còn mấy dòng mới bây giờ thì không có ai đếm sò nữa đâu. Hôm trước mình mới cũng mới xem anh nào đăng đó cái comment là Nexo 24 sò 90 triệu. Thưa anh em đánh thì hỏi đánh anh ơi con này 24 sò nhưng mà đánh loa 30 được không? Thưa anh loa 30 nó không đánh được đâu. Nó chỉ đánh loa 40 50 thôi. Đó, sò làm gì, quan trọng là cái IC công suất, cái bảng mạch cho ra công suất tổng thể từ nguồn điện cấp vào từ bo mạch IC chứ không tính riêng gì về sò nhé, thưa quý vị và các bạn. Mình nói vui vẻ hài chút xíu chứ đôi khi nói lại động chạm đến anh em thì mong anh em thông cảm. Rồi, giá thành như vậy và hàng chính hãng công ty điện máy Robi bảo hành 1 năm, và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng anh em nghe nhỉ, mình sẽ kết nối súp 60 đó, đánh cặp hỏa tiễn, anh bao anh em đánh súp kép coin 100 ok ngon này, coin 125 Made in China đánh được nhá, Made in Thái Lan, những cái vế ở Thái Lan này, Italy này. Thì con bát anh em chú ý một điều, anh em đôi khi anh em mua hàng, xin nhắc lại nó hơi dài dòng chút xíu, anh em mua hàng nhưng mà anh em không quan tâm đến cái loa súp của mình công suất bao nhiêu, mà anh em chỉ quan tâm đến cái voi coin. Có những con bát mà voi coin của nó 100 nhưng mà công suất nó những ngàn tám cơ, còn có những con mà công suất voi coin 125 mà công suất có ngàn ba. Vậy thì thưa anh em phối ghép kiểu gì, anh em phải chú ý đến cái công suất đó để mình phối ghép cái âm đi, cái men công suất cho là hợp lý. Ví dụ củ loa của quý vị và các bạn 50 đi, voi coin 100 mà công suất ngàn hai đi chẳng hạn, thì anh em phải đập những con men từ ngàn rưỡi, tối thiểu từ ngàn rưỡi trở lên để nó nện súp cho anh em căng nhé, căng đó. Chứ đôi kia nếu mà những cái bát coin 125 mà có ý một cái, thế là còn nói 1.800 W, 1.800 W mắc nó lên đến 3.000 mấy, anh em đưa những con men ngàn rưỡi ngàn sáu vào thì nó đánh làm sao nổi được, đúng không ạ? Đúng không ạ? Khi có những con voi coin nó nhỏ với 800 W, để hầu như có một số những con bát coin 100 mà dòng Trung Quốc rẻ thì chỉ có 800 W, 700 W, 600 W trên một cái bát, thì mấy cái con ngàn sáu này nó nện bao anh em chỉ có sợ anh em cháy súp thôi, cháy cháy bát thôi. Đó, anh em chú ý điều, anh em cứ căn cái bát của cái loa súp công suất bao nhiêu, lúc đó anh em phối ghép với con men. Khi đã đánh súp thì con men công suất nó phải lớn hơn cái con bát mà anh em đang có. Ok nha anh em. Rồi xin mời nghe nhạc hơi dài dòng chút xíu, mong anh em thông cảm.